Vậy thì bác sĩ Hạnh Nhân thân mến, hiện tại thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho Tú Quyên cũng như quý vị khán giả được biết là việc thực hành thai giáo như thế nào mới mang đến cái hiệu quả tốt nhất cho bé ạ? Thì đầu tiên thì bác sĩ muốn nhắn nhủ các bạn là tại sao chúng ta phải thực hành thai giáo. Thì có một số quan niệm như thế này. Thứ nhất, cái thai giáo tức là những cái biện pháp, vậy cái điều đó có thật sự đúng hay không? Thì thật ra thì theo cái nguyên khoa học nghiên cứu là khi mà một cái bào thai mới hình thành và tới lúc sanh ra đời thì nó sẽ lớn hơn gấp 120 lần so với cái tế bào ban đầu, và tới khi mà cái lúc mà sanh ra tới cái lúc 20 tuổi nó còn lớn hơn khoảng 12 lần thôi. Tức là cái giai đoạn mà khi trong bào thai thì não em bé nó phát triển rất là nhanh và các tế bào nó phát triển một cách rất là nhanh chóng. Do đó thì cái việc thai giáo nó diễn ra từ cái giai đoạn đó, nó sẽ kích thích được rất nhiều cái tiềm năng của phát triển của em bé. Và thực sự sau này người ta có một số cái thí nghiệm và phát hiện ra rằng em bé ngay từ trong bụng mẹ nó đã có khả năng gì? Nghe, khả năng ghi nhớ và cái khả năng là gì? Có thể nhận biết được ánh sáng. Do đó thì người ta thấy rằng nếu mình sử dụng những cái biện pháp đó trong cái lúc mang thai thì sau khi sinh ra đời thì những cái em bé đó nó sẽ có sự phát triển hơn cái nhóm mà mình chưa từng sử dụng một cái biện pháp nào hết. Thì đó là những cái nghiên cứu về cái vấn đề thai giáo. Cái vấn đề thứ hai nữa, một số bạn hay hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, nếu mà em làm thai giáo và giáo dục sớm như vậy đó thì liệu rằng có làm mất tuổi thơ của con em không? Cái câu đó rất nhiều bạn muốn biết. Tức là sao khi mấy bạn nghĩ rằng mình sẽ dạy như vậy thì mình giống như mình vô tình là bắt em bé học quá sớm. Và khi đó là sao? Sợ nó không được vui chơi, nó không được hưởng ứng và không thể làm một đứa trẻ thực thụ. Nhưng mà mấy bạn quên đi rằng là sao ạ? Thật ra những cái thai giáo và giáo dục sớm đó chính là những cái trò chơi. Và những cái trò chơi đó là trò chơi rất vui tươi để làm gì? Kích thích sự phát triển tiềm năng của em bé. Và thật ra cái việc mà các bạn gặp hàng ngày, ví dụ như bạn ăn cái gì, bạn nói câu gì, bạn có một cảm xúc gì đó thì hầu như đó là bạn đã dạy em bé rồi. Nhưng mà chúng ta thay vì dạy lặp đi lặp lại và vỏn vẹn em bé nó chỉ gặp một số vấn đề hàng ngày thôi, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm những cái biện pháp để mở rộng cái kiến thức của em bé ra. Và thực sự như các bạn thấy là tới chừng mẫu giáo lớp 1 bắt đầu em bé đi học rồi thì sao ạ? Nó sẽ có những cái bài kiểm tra, có những cái áp lực, có những bạn bè để chúng ta có thể là gì? Coi con mình phát triển tới đâu. Và do đó thì sao? Ba mẹ chúng ta nếu phát hiện ra là con của chúng ta chưa bằng bạn bằng bè thì bắt đầu sao ạ? Bắt đầu sẽ bắt em bé đi học thêm. Bắt đầu là gì ạ? Bỏ hết ngày thứ bảy chủ nhật để con vùi đầu vào học tập. Thậm chí có những bé là tới 10, 11 giờ đêm còn phải ngồi làm hết đống bài tập. Thì rất là như vậy là cũng gọi là không có tuổi thơ. Và cái vấn đề nữa là sao ạ? Cái vấn đề khi đó em bé nó đã nhận được một cái áp lực của xã hội đè lên trên nó. Và cái thứ hai nữa, chúng ta có những cái bảng điểm để kiểm tra, so sánh, đánh giá em bé, vô tình tạo nên một cái áp lực đè nặng. Còn cái việc thai giáo và giáo dục sớm, chúng ta học thông qua những trò chơi và thật sự chưa hề ai đặt ra một cái bài kiểm tra hay là một cái áp lực gì đó lên em bé. Do đó thì sao ạ? Em bé học với một cái sự hứng thú. Và cái việc học đó, đó là cái trạng thái tốt nhất để tiếp thu cái khả năng của em bé. Đó là cái lý do thứ hai và tại sao chúng ta phải thực hành thai giáo. Cái lý do thứ ba nữa thì một số bạn sẽ nói với bác sĩ là em cũng không muốn kích thích nhiều như vậy đâu. Hoặc là một số bạn lại ngược lại là nói là sao ạ? Em muốn dạy thật nhiều cho con em, nó muốn phát triển tốt nhất có thể. Đó là mình đã đặt một cái kỳ vọng lớn nhất cho nó. Vì thực ra cái phần thứ ba bác sĩ muốn nhắn nhủ là gì? Khi mà thai giáo các bạn đừng có hy vọng là con mình sẽ thành thiên tài hay thần đồng. Tại vì sao ạ? Không phải cái trí tuệ của em bé là do những cái biện pháp mình dạy nó phát huy toàn bộ, mà trí tuệ của em bé còn phụ thuộc vào cái bộ gen di truyền. Ví dụ như gen di truyền của bạn này, người ta quy định là bạn này được khoảng 80%, bạn kia là 60%, bạn nọ khoảng 100%, có thể phát huy tối đa luôn. Nhưng khi các bạn không dạy em bé và cứ để em bé phát triển tự nhiên, bé chỉ gặp những cái thứ xung quanh thôi và nó tự nó học hỏi, nó tự tiếp thu. Thì ví dụ như bạn đó cái trí tuệ theo cái di truyền quy định khoảng 80%, nhưng không dạy thì bạn nó phát triển khoảng 40-50% và bạn đó dừng lại. Còn nếu chúng ta dạy thì chúng ta có thể lên 60-70%, thậm chí là gì? 80%, tức là toàn bộ cái khả năng của bạn đó đều được thể hiện hết. Tức là thai giáo, bác sĩ muốn nhắn nhủ ở đây là sao? Thai giáo chính là chúng ta phát huy tiềm năng của con chúng ta tới một mức độ tốt nhất trong cái trạng thái của nó. Chứ không phải là mấy bạn nghĩ là em dạy này để em mong con em phải thành thần đồng hay là một cái thiên tài nào đó. Thì cái đó không sẽ dành cho những cái người bạn để dùng cái thai giáo này. Mà chúng ta giống như chúng ta là những bậc cha mẹ thì chúng ta hãy cho đi, cho con cái kiến thức và cái kỹ năng con cần thiết.
Còn cái việc sử dụng hay không đó là cái quyền của con, sau này con sẽ quyết định. Ví dụ như cái việc mà thay giáo và giáo dục sớm, nó sẽ giúp cho em bé phát triển cái ngôn ngữ tiếng Anh là tốt nhất. Tại vì sao ạ? Các bạn có thấy là ví dụ như một người như Thứ Quyên, như bác sĩ đi, học tiếng Anh khoảng 10 năm trời, chưa chắc gì có thể nói tiếng Anh trót lọt. Nhưng một em bé sinh ra nó mới 3 tuổi, nó đã nói rành cái ngôn ngữ mẹ đẻ nó rồi. Và mấy bạn có thấy những cái bé em nít nhỏ xíu á, nó chỉ coi cái, ví dụ như bé nít miền Nam đi, mà nó coi một cái chương trình mà miền Bắc, thì các bạn có thấy nó đổi giọng thành tiếng Bắc Kỳ nó nói không ạ? Có, đúng không ạ? Thì sao? Đây là giai đoạn dưới 3 tuổi, là cái giai đoạn cảm âm tốt nhất của em bé. Một cái gia đình đi nước ngoài thì đứa bé nhỏ nhất nó sẽ nói tiếng đó tốt nhất. Do đó khi mà các bạn muốn dạy em bé tiếng Anh thì cái giai đoạn dưới 3 tuổi là tốt nhất. Và có còn cái gọi là cái tấm ngôn ngữ đó, thì em bé chỉ cần nghe thôi và nó dành một cái phần não để nó lưu lại cái âm sắc của cái ngôn ngữ đó. Và sau này khi mà nó phát âm rất là tốt, người Việt Nam của chúng ta mắc một cái lỗi là phát âm. Thường bản thân mình đi, học tiếng Anh rất là nhiều năm nhưng mà phát âm thì người ta nghe vẫn không được chuẩn. Thì em bé nó sẽ học giỏi hơn mình cái vấn đề đó. Mình đừng có là đưa cái khả năng của mình đối với cái khả năng của con để mình so sánh, à mình khó thì nó khó. Thì thật ra bé của mình nó không có khái niệm khó dễ. Và thật ra chỉ cần vui là nó học. Do đó có một cái câu nói là gì? Học như những đứa trẻ. Thì đó là cái vấn đề mà học khi mà còn thai giáo. Cái điều cuối cùng nữa, khi mà sau đây thì bác sĩ sẽ giới thiệu những cái phương pháp thai giáo. Nhưng mà mong các ông bố bà mẹ nhớ được hai cái vấn đề quan trọng nhất. Tức là hai cái nguyên tắc khi mình phải thực hiện thai giáo mà đừng có quên. Tại vì sao? Mình rất dễ đi loạn giữa cái ranh giới là sao? Một là không dạy gì hết để cho em bé phát triển tự nhiên thì nó phát triển quá thấp. Cái thứ hai nữa là sao ạ? Mình dạy quá nhiều làm cho em bé nó gì? Áp lực, stress. Cũng giống như là gì? Mình đưa cái giai đoạn lớp 1, lớp 2 xuống cái giai đoạn thành giai đoạn nhỏ tuổi. Hoàn toàn là đi ngược với cái tinh thần của thai giáo. Tức là cho em bé một phát triển một cách vui tươi. Thì hai cái nguyên tắc đó, nguyên tắc thứ nhất chính là tôn trọng con. Thật sự khi nói câu này á, các bạn tưởng là rất là dễ, nhưng mà một em bé mà không biết nói gì hết, thậm chí một cái bào thai luôn, thì mình chả biết là em bé nó có phản ứng được với mình hay không. Chị làm sao để tôn trọng nó? Thì thứ nhất các bạn phải hiểu được cái kiến thức. Cái thứ hai nữa, các bạn phải dựa vào cái cảm nhận của con mình, nó có đồng ý hay không. Khi các bạn muốn làm gì cho nó thì cũng phải hỏi nó là con có thích đi học hay không. Ví dụ đi ha, ví dụ như mình muốn dạy một cái bộ thẻ cho em bé để tăng cái khả năng phát triển của em bé đó, thì khi mấy bạn lẹ đem ra giải mà em bé nó không vui, nó không hợp tác học, hay là nó sẽ nhìn vô cái chỗ khác để nó học, thì mình cũng cố gắng là sao? Mẹ quy định rồi, bữa nay là con phải học được 10 thẻ thì mẹ phải dạy con tiếp và kéo nó lại để dạy. Bắt buộc làm sao phải dạy được cho nó theo cái mục tiêu mà mình để đề ra. Thì cái đó gọi là không tôn trọng con. Mà dạy thai giáo chính là sao? Dạy khi con còn vui vẻ và con hợp tác học. Và cái trạng thái đó mới chính là cái trạng thái tốt nhất để con học hành. Chứ không phải là mình cố gắng mình dồn ép. Giống như mình học bài thi đi, mình bắt buộc bữa nay tôi phải thức để tôi dồn ép lại kiến thức. Thì các bạn thấy là cái kiến thức đó làm mình rất là stress, và hầu như là mình không có hứng thú, và sau này cũng không có, rất khó để sử dụng cái kiến thức đó ha. Thì cái nguyên tắc đầu tiên, tôn trọng con. Giống như cái việc thay giáo bằng âm nhạc, thì một số bạn nói là em cứ cho nghe suốt ngày luôn, em nghe nói là nghe nhạc tốt thì em cứ bắt suốt ngày luôn, em bắt cho nghe đại đi, em nghĩ là nó sẽ tốt. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng khi mà làm cái bào thai thôi, thì giống như mình đi, bắt mình học một cái thời gian lâu quá, mình vẫn không học nổi, và hầu như nó là đưa ra là gì? Phản tác dụng nữa. Do đó khi mà thay giáo bằng âm nhạc, các bạn chỉ gói gọn trong khoảng dưới 30 phút, thường là trong cái bào thai khoảng 15 phút. Thì chút xíu nữa tới cái phần thai giáo thì bác sĩ sẽ hiểu nói rõ hơn về cái vấn đề mà các nghiên cứu về cái tình trạng phát triển não của em bé để mình ứng dụng các biện pháp phù hợp. Cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc rất quan trọng hơn nữa, đó là sao? Bạn cho con một tình yêu vô điều kiện. Thật sự một số bạn nói là bác sĩ ơi, con mà ai mà mình không thương. Tuy nhiên tình yêu đó có điều kiện hay là không điều kiện. Ví dụ nha, ví dụ một cái trường hợp đi. Tức là khi mà người mẹ đó, bạn có nghe nói những cái câu mà la của người mẹ đó như người con không? Ví dụ như là gì? Trời ơi, mẹ đó cho con học hết trơn rồi, mà tại sao con không làm được? Hoặc là trời ơi, mẹ đó tập cho con ở nhà viết chính tả hết trơn rồi, tại sao vô trường vẫn sai? Có không ạ? Có. Thì đó là sao ạ? Hoặc là sao? Mẹ muốn con làm ngành này mà tại sao không đạt được? Đó là mình đã gửi nên một cái kỳ vọng, cái niềm ước mơ của mình vào đứa trẻ. Chứ không thật sự là mình phải cho đi một cái tình yêu vô điều kiện.
Tình yêu vô điều kiện tức là sao ạ? Tức là nói các ông bố bà mẹ, mình cứ cho đi. Và đừng quan tâm là à đứa trẻ là bữa nay nó phải học được cái này, mình dạy hổm rày rồi sao nó không biết gì hết. Thì không được quan tâm tới cái vấn đề đó. Mà mình hãy cho đi, hãy dạy đi. Và thế nào con bạn nó cũng trả lại cho bạn một cái việc mà xứng đáng. Tức là có đầu vào, nó sẽ có đầu ra. Nhưng mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái cột mốc phát triển. Và nó nhanh, chậm, là tùy mỗi đứa. Cho nên là sao ạ? Người mẹ đó hãy cho đi những cái kiến thức và kỹ năng trang bị cho đứa trẻ. Còn cái việc nhận hay không nhận, hoặc là sao ạ? Có sử dụng hay không sử dụng, thì cái đó là tùy thuộc vào đứa trẻ. Cho nên cái vấn đề là gì? Tình yêu con vô điều kiện rất quan trọng trong cái việc mà mình thực hiện thai giáo, để mình không có bỏ cái vấn đề là gì? Làm cho em bé quá áp lực hay là quá sống theo cái kỳ vọng của bản thân cha mẹ. Cảm ơn những chia sẻ rất là hay vừa rồi của bác sĩ Hạnh Nhân. Một chủ đề vô cùng là hấp dẫn luôn đúng không ạ quý vị? Vậy thì bác sĩ ơi, lúc nãy đó Thúy Quỳnh có khi mà khởi đầu chương trình đó, mình có tham gia một cái câu hỏi đó là nghe nhạc. Nghe nhạc gì để cho con thai giáo tốt? Thì ở đây là có đáp án là nhạc Mozart. Thúy Quỳnh cũng có nghe nói là nhạc Mozart hoặc là nhạc dân ca. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này ạ? Rất là nhiều bạn chọn là nhạc Mozart hoặc Beethoven. Thì đúng là các nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng cái nhạc Mozart và Beethoven có một cái sóng não alpha, nó phù hợp với sóng não của em bé và nó có thể kích thích cái trí tuệ của em bé. Tuy nhiên các bạn quên một vấn đề hồi nãy giờ bác sĩ đã nhắc lại rất là nhiều lần. Tức là sao ạ? Các bạn nên nhớ khi mà mình còn mang một cái bào thai như thế này thì người mẹ với người con là nó kết nối với nhau bằng gì ạ? Sợi dây rốn đúng không ạ? Tức là sao? Người mẹ truyền hết chất dinh dưỡng của mình qua cái dây rốn và mẹ con giống như một cái thể thống nhất. Cho nên một số bạn nói là sao ạ? Cái người Việt Nam của mình hay có cái câu là gì? Nếu là mẹ thì phải hy sinh tất cả vì con. Đúng không? Thường bác sĩ thấy rất là nhiều bạn là gì? Cố gắng ăn thật nhiều. À em ăn cái này tốt cho con, hoặc là gì? Em uống sữa đó ngán quá bác sĩ ơi, mà nghe nói là tốt cho con em cũng phải gán uống. Hoặc là gì? Rất là nhiều bạn là gì, cố gắng là lấy bản thân là không tốt để cho muốn tốt cho con. Thì thật ra cái nhạc gì đó là chính là cái nhạc im dịu thôi mà người mẹ phải thích, thì đó là cái câu trả lời, chứ không phải là bất kỳ một cái thể loại nhạc gì khác trên thế giới. Vậy thì đó là vấn đề về nếu như mà âm nhạc thì lại kích thích về cái thính giác của bé đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả là ngoài thính giác ra thì mình có thể kích thích để cái sự phát triển của bé về những cái giác quan nào nữa ạ? Cái việc thai giáo á, bây giờ thì người ta thường sẽ chia ra làm hai cái loại thai giáo. Tức là thứ nhất là thai giáo trực tiếp. Thai giáo trực tiếp tức là mình dùng những cái biện pháp để kích thích năm cái giác quan của em bé trong bụng mẹ. Cái phương pháp thứ hai là thai giáo gián tiếp, tức là sao? Thông qua cái cơ thể người mẹ để kích thích cái sự phát triển của em bé. Thì đầu tiên mình sẽ nói đầu tiên về cái phần và thai giáo trực tiếp, tức là kích thích thông qua năm giác quan. Thì cái giác quan mà các bạn nghe nhiều nhất và kích thích được tốt nhất đó chính là thính giác. Là tại sao em bé nó có chức năng nghe rồi? Tầm khoảng 5 tháng là cái khả năng nghe của em bé nó có. Và một số nghiên cứu chỉ ra rằng em bé nó có thể nhớ được những cái vấn đề từ trong bụng mẹ. Ví dụ như bạn hát, người ta sẽ cho một cái thí nghiệm, tức là cho cái mẹ bầu đó nghe một cái đoạn nhạc, tức là một đoạn duy nhất thôi, một đoạn rất ngắn thôi, và nghe lặp đi lặp lại trong thai kỳ. Tới khi sanh ra rồi, các bạn đó không được nghe nữa. Và tầm em bé khoảng 6 tháng tuổi thì người ta bắt đầu người ta bắt cái loại nhạc đó lên, người ta bắt rất nhiều bản, và khi bắt tới cái đoạn nhạc mà người mẹ nghe thường xuyên trong thai kỳ đó thì em bé nó có phản ứng lại, tức là nó sẽ múa may theo cái đoạn nhạc đó và thể hiện cái niềm thích thú. Thì người ta thấy rằng là em bé có khả năng ghi nhớ trong thai kỳ. Ngoài cái việc mà nghe nhạc ra thì như nãy bác sĩ nói, cái nhạc Mozart và Beethoven thì được nghiên cứu rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam, cái nhạc dân ca, cái nhạc thể loại im dịu và cái lời ru của người mẹ đó thì cũng rất là tốt cho sự phát triển của em bé. Và nhớ là quan trọng nhất là cái nhạc nào đó mà người mẹ phải thích và phải cảm nhận được. Ví dụ như bạn nghe nhạc Mozart và Beethoven, tuy nhiên bạn không hiểu điều gì hết và nó làm cho bạn rất là căng thẳng khi nghe cái vấn đề đó, thì mấy bạn không nên sử dụng cái nhạc đó, mà sử dụng cái loại nhạc nào im dịu và các bạn thích. Cái thứ hai nữa, nghe nhạc là phải nghe khoảng 15 phút đến dưới 30 phút thôi, chứ không nên nghe nhiều quá, tại vì cái thần kinh em bé nó sẽ bị stress nếu như chúng ta kích thích nhiều quá. Cái vấn đề thứ ba nữa, thường là nghe nhạc vào lúc nào? Thì thường nghe nhạc á, thì mấy bạn chọn một buổi trong ngày. Ví dụ như bữa nay gia đình chúng ta xung quầy khoảng buổi tối thì chúng ta có thể nghe lặp lại tối nay, tối mai, tối buổi khác, mỗi buổi tối đều nghe nhạc. Để chi ạ?
ngoài cái việc kích thích trí não, bạn còn tập cho em bé một cái thói quen. Và sau này mấy bạn sinh ra, mấy bạn mới biết là thói quen nó quan trọng như thế nào. Tại sao ạ? Khi mà mấy bạn tập được thói quen cho em bé giờ ăn, giờ bú, giờ ngủ, thì sao ạ? Em bé nó rất là dễ. Và mình cũng có thời gian để mình biết được à tới giờ đó em bé làm gì. Và mẹ con không có bị stress. Còn ví dụ mấy bạn không có tập thói quen, mấy bạn lung tung, chẳng biết giờ này là tới giờ gì rồi, giờ này con mình sao rồi, thì hai mẹ con sẽ bị rất là rối và cái việc mà nuôi em bé sẽ rất là căng thẳng. Ngoài cái việc nghe nhạc như vậy đó, thì thật ra nên khuyên là nghe nhạc mà đừng có dùng cái sóng wifi, tức là nghe bằng những cái máy phát nhạc rồi nó sẽ ok hơn. Ngoài cái việc nghe nhạc thì kích thích cái thính giác của em bé còn là gì ạ? Bài hát, lời hát của người mẹ. Thật ra có một câu nói đùa là dù ai nói gì nói, dù cái lời hát của người mẹ có khó nghe tới đâu thì đó là những cái âm thanh mà tốt nhất đối với em bé. Và sau này khi mà nghe những cái lời hát đó thì em bé có thể là nhớ và nó lưu lại cái âm thanh của người mẹ rất là lâu. Ngoài cái vấn đề nghe nhạc á, thì chúng ta có thể gì ạ? Kể chuyện cho Ngân nghe. Nhưng mà các bạn chú ý là khi kể chuyện á, các bạn có thể để ý là cái tiết mục nào trên cái truyền hình, mà thường là những đứa trẻ con mà mỗi khi bắt cái tiết mục đó lên là nó sẽ chạy vô nó nghe liền. Đó chính là tiết mục quảng cáo. Tại vì sao? Cái quảng cáo á, cái âm sắc nó lên nó xuống. Do đó khi mà mấy bạn muốn kể chuyện hay gì đó cho em bé nghe thì cố gắng lồng vào cái âm sắc, tức là lên cao, xuống giọng, để chi? Để cho nó hứng thú hơn. Việc quan trọng nữa là gì ạ? Trò chuyện mỗi ngày với em bé. Tức là các bạn kể cho em bé nghe, à bữa nay mẹ làm cái gì rồi, tối nay con có làm sao. Và thường xuyên đặt câu hỏi với em bé, tức là đặt sao ạ? Con có khỏe hay không? Con có vui hay không? Con có thích hay không? Tại vì sao? Khi mà bạn đặt câu hỏi đó, nó sẽ kích thích em bé phải suy nghĩ. Và sau này cũng vậy, khi bạn tập cái thói quen khi mà em bé sinh ra đời, nhớ là đặt câu hỏi rất là nhiều đối với em bé để cho nó tập suy nghĩ và cái trí tuệ nó phát triển từ đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất về cái thính giác. Còn cái thứ hai nữa là về cái thị giác, thì cái tế bào võng mạc thị giác thì phát triển hơi trễ hơn, tầm khoảng 5 tháng mấy, 6 tháng và thường 7 tháng thì nó phát triển mới nhiều. Thì thị giác á, người ta thấy rằng bây giờ mình có cái sóng siêu âm đó, người ta thấy rằng khi mà mẹ bầu mà đưa cái bụng ra dưới ánh nắng mặt trời đó, thì khi mà đặt cái máy siêu âm vô thì người ta thấy rằng em bé nó sẽ tăng nhịp tim chút xíu và nó hướng về cái ánh sáng đó với một cái niềm rất là vui vẻ. Thì người ta thấy rằng cái ánh sáng nó đủ để kích thích cho em bé ngay từ trong bụng mẹ. Do đó cái lời khuyên là gì ạ? Thường xuyên đi ra ngoài và dưới cái ánh nắng mặt trời là tốt nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Một số bạn thì không có điều kiện nhiều thì chúng ta có thể dùng cái trò chơi giống như một cái đèn pin để rọi vào bụng mẹ bầu, thường rọi mỗi ngày khoảng 5 phút và rọi khắp nơi trong cơ thể và vừa rọi vừa nói với em bé để nó phát triển cái tế bào thị giác. Về cái phần mà thị giác nữa, nó còn một cái vấn đề, tức là cái năng khiếu mỹ thuật của em bé. Người ta chia ra làm hai nhóm nghiên cứu. Một nhóm là cho các bà mẹ đó xem những cái bức tranh rất là đẹp và thường xuyên đi cái viện bảo tàng. Thậm chí cái Mỹ nó tập luôn là cái một cái viện bảo tàng riêng cho dùng cho bà mẹ mang thai và đóng một cái chi phí đó mà mình vô rất là nhiều lần được. Thì người ta thấy rằng cái nhóm mà sau khi sanh ra đó, cái nhóm mà mẹ đi viện bảo tàng và nhìn những cái tác phẩm mỹ thuật đó, thì nhóm đó cái em bé nó hoạt động tinh vi và cái năng khiếu mỹ thuật nó cao hơn hẳn so với cái nhóm mà mình chưa từng làm. Thì khuyên người mẹ là gì ạ? Nên ra ngoài ngắm những cái cảnh đẹp, những cái bức tranh mỹ thuật. Nếu như mình không có cảm thụ được những bức tranh kỹ thuật á, thì mình có thể mua tranh treo hoặc là nhìn những cái bức hình đẹp. Đó là lý do tại sao một số bạn hay thích là treo hình những em bé dễ thương trong phòng đó. Đó là cái phần liên quan tới thai giáo. Đó là cái vấn đề dẫn. Cái giác quan thứ hai là cái thị giác. Giác quan thứ ba là cái vị giác. Vị giác tức là sao ạ? Cái chức năng nếm thì cái này có hơi trễ hơn. Nhưng mà bác sĩ sẽ kể cho các bạn nghe một cái thú vị diễn ra ở Ấn Độ. Tức là người ta cho hai nhóm bà bầu. Một nhóm là người ta cho người mẹ đó thường xuyên ăn cái món cà ri cay của Ấn Độ. Cái món cà ri đó thì thật sự đúng chất Ấn Độ là nó rất là khó ăn. Thì khi người ta đặt máy siêu âm lên á, thì người ta thấy rằng khi bà mẹ ăn cái đó thì em bé nó sẽ nhăn cái mặt lại. Tức là nó sẽ phản ứng với cái thức ăn mà bà mẹ đưa vô người. Tuy nhiên sau khi sanh ra đời á, thì cái nhóm mà được ăn cái món cà ri cay đó, thì những đứa trẻ của họ ăn cái món cà ri cay đó rất dễ dàng. Còn cái nhóm mà chưa từng được thử trong thai kỳ đó thì ăn rất khó khăn hơn rất là nhiều. Do đó cái lời khuyên đặt ra ở đây là gì? Các bạn có nhìn thấy những cái bà mẹ mà cầm cái chén cơm xong rồi đi vô công viên rồi cố gắng là gì? Đút cho bé ăn đúng rồi. Khóc la, thậm chí là gì? Bóp mũi, hạ họng để nhét vô. Và hoặc là cái gì ạ?
khi mà một cái người mẹ nuôi con mà nghe những cái lời nói như là gì, trời ơi sao không biết nuôi con hả, con gầy quá, con ốm quá, hoặc là dành ăn hết của con hả, thì nghe những cái lời đó nó thật sự khi đó là một cái áp lực vô hình trên các bà mẹ, và làm các bà mẹ gì ạ, cố gắng ép em bé ăn, hoặc là gì cho đi chơi rong và ăn 1 tiếng đến 2 tiếng mới hết một cái phần ăn của em bé. Thì thật ra ăn uống là cái việc rất là thú vị, và các bạn làm như vậy thì vô tình chung là mình đã làm gây áp lực rất là nhiều cho em bé, và cái sự phát triển của em bé là gì, rất là khó khăn. Và qua cái thí nghiệm hồi nãy, bác sĩ muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất, ăn đa dạng trong thai kỳ thì sau này sao ạ, con bạn nó sẽ không có cái vấn đề là gì, kén ăn nhiều quá, tại vì nó đã thử ra những cái gia vị đó và sau này sinh ra nó sẽ dễ dàng chấp nhận được cái gia vị đó. Cái thứ hai nữa là bạn nên ăn dinh dưỡng trong thai kỳ, đừng có kiêng khem quá mức, tại vì bạn càng kiêng khem, tới bản thân bạn còn kiêng khem mà sau này bạn phải đòi hỏi là con bạn là sao, phải ăn hết được mọi thứ, và cái đó giống như là nó không có công bằng lắm và nó không có đúng logic lắm. Cho nên là gì, cố gắng ăn đa dạng hơn trong thai kỳ. Đó là cái vấn đề về vị giác. Tiếp theo nữa là cái xúc giác, thì cái cảm giác của em bé thì em bé trong bụng mình nó sẽ được bao quanh bởi cái màng nước ối. Do đó khi bạn đi đứng tới lui á, thì nó sẽ giống như một cái nhịp điệu vậy đó, nó sẽ nâng cái em bé lên giống như một cái massage cho em bé vậy đó. Nhưng khi mấy bạn có cảm thấy là khi em bé sinh ra đời, nếu mà mấy bạn để cái khoảng trống hoặc là làm cái gì giật mình thì em bé nó sẽ làm gì ạ? Giật mình nó dơ lên vậy nè. Thì cũng giống như vậy, trong thai kỳ người ta khuyên bạn là gì? Không nên di chuyển mạnh quá hoặc là với đồ này kia nhanh quá, tại vì nó làm cho em bé nó ảnh hưởng. Cái nữa là gì? Sẽ có những cái phần để kích thích cái quá trình vận động của em bé từ trong bụng mẹ luôn. Kích thích như thế nào? Tức là bạn sẽ chơi một cái trò chơi với em bé. Tức là khi mà em bé nó đạp chỗ nào đó, thì bạn sẽ nhấn vô chỗ đó. Và tới một cái thời điểm nào đó, khi bạn làm quen rồi đó, chỉ cần bạn nhấn tay vô thì em bé nó sẽ vận động đúng như vậy. Thì đó là một cái trò chơi rất là thú vị. Cái cuối cùng là khú giác. Thì khú giác thì cái này thì ít được quan tâm nhiều hơn cho thai kỳ. Tuy nhiên khuyên các bạn là nên gì ạ? Ngửi những cái mùi thơm và tới cái mùi mình dễ chịu, và hoặc là cái không khí trong lành hoặc là trong thiên nhiên. Thì đó là chính là cái phần mà kích thích năm giác quan của em bé từ trong bụng mẹ.